EV là Lexus so với Toyota, Subaru BZ4X, Solterra. Vâng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Lexus tham gia vào hoạt động SUV chạy pin nóng bỏng mà công ty mẹ Toyota và đối tác Subaru tham gia. Và giờ thời điểm đó đã đến. Lexus đã quyết định giới thiệu chiếc AZ450E của mình vào thứ năm và như bạn có thể mong đợi, nó trông giống như một phiên bản hơi lạ mắt và phong cách hơn của Toyota BZ4X mà nó sẽ dựa trên. Trong trường hợp bạn quên, BZ4X có sẵn dưới dạng xe một động cơ dẫn động cầu trước hoặc động cơ kép dẫn động 4 bánh với công suất lần lượt là 201 hoặc 215 mã lực. Nó cũng dự kiến sẽ quay trở lại phạm vi khoảng 215 dặm. Chúng tôi hy vọng phiên bản Lexus sẽ hoạt động kém hơn một chút do khả năng tăng chuông và còi do huy hiệu sang trọng của nó. BX4X dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào mùa xuân năm 2022. Nhưng tôi không biết khi nào sẽ mong đợi AZ450E. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.